Hello, chào tất cả anh em, chào mừng mới đến video của mình. Ngày hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu đến cho anh em top những trà nước hoa mà các anh em có thể dùng điện họ. Bởi vì ngày 18 tháng 3 là cũng sắp đến rồi nên chúng ta cũng cần phải có những cái thứ vũ khí để mà có thể chinh chiến đúng không? Đi chinh phạt. Thì mình sẽ không đưa theo là top 10 chai mà mình với cái cá nhân quan điểm của mình thì mình sẽ đưa ra những cái mùi hương mà theo từng cái tính cách của các bạn gái theo những cái kinh nghiệm của mình. Ok, let's go. Đầu tiên, nếu như bạn đang hẹn hò với một bạn gái con nhà gia giáo, gọi dạ bảo vâng, thanh niên nghiêm túc, thì mình nghĩ là với những tip bạn gái như thế, chúng ta không cần một cái mùi hương nó quá phô trương, không cần phải quá là cầu kỳ, mà đổi lại chúng ta chỉ cần một cái mùi hương nhẹ nhàng vừa đủ, không gây khó chịu đó. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các em ba chai nước hoa. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là Polo Double Black, mở đầu bằng một gia vị cay nồng nhẹ với sự có mặt của tiêu, và cuối cùng kết thúc với mùi hương thơm ngọt của xoài, rất là thu hút, rất là nam tính, vừa đủ, không gây khó chịu. Thực tế chai nước hoa này có một cái độ lưu hương không phải là quá xuất sắc, thế nhưng với một buổi hẹn hò thì nó vừa đủ để gây cái ấn tượng đối với mọi người xung quanh, đặc biệt đối với các bạn gái. Do đó chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó là Polo Double Black. Chai nước hoa thứ hai mình muốn nói đến đây đó là Halloween Man One Shot, sự kết hợp giữa phấn của iris và sự ngọt ngào của vani nhẹ nhàng bám lên trên da, không tỏa ra một cách ồ ạt mà vừa đủ, rất là mình đối với cá nhân của mình cảm thấy rất là thanh lịch và nam tính. Do đó đối với những bạn gái mà có một cái sở thích cái mùi hương đã không cần quá là phô trương thì Halloween Man One Shot một phát thôi mà rất là đủ rồi. Ngoài ra nếu như các anh em mà lo sợ hai chai nước hoa trên vẫn có thể là gây những cái phản cảm thì Versace Pour Homme gọi là đặc nhiệm, đa dụng, cực kỳ đa dụng và không bao giờ sợ trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà gây khó chịu đối với mọi người xung quanh. Versace Pour Homme. Thì tóm lại đối với những bạn gái mà yêu cầu mùi hương nó không cần quá là cầu kỳ thì ở đây mình giới thiệu đến cho anh em ba chai nước hoa: Polo Double Black, Halloween Man One Shot và Versace Pour Homme. Tiếp theo, nếu như bạn gái của bạn có một cái tính cách lãng mạn, có nghĩa là khi mà các anh em đi hẹn hò các anh em cũng cần phải có những cái mùi hương nó ngọt ngào, nó có thể tô điểm thêm, nó có thể làm cái khung cảnh các anh em ngồi với bạn gái đó nó thêm một cái gì đó lãng mạn. Bởi vì đôi khi ví dụ như có cơn gió nó thổi vào qua một cái này thì cái vị ngọt của chai nước hoa đôi khi nó cũng có thể giúp anh em hạ phục bạn gái đó. Thì ở đây mình có thể giới thiệu cho anh em hai chai nước hoa. Chai nước hoa đầu tiên là Versace Dreamer, sự kết hợp giữa thuốc lá và hoa oải hương. Mặc dù có sự thuốc lá thế nhưng chai nước hoa này nó có cái nét tương đồng với Jean Paul Gaultier Le Male và Armand Reflection, do đó mùi hương của nó hơi đong đưa, hơi có nghĩa là hơi mềm mại chứ nó không có cái nét quá là nam tính của thuốc lá, do nó rất là, và cái tên của Dreamer của nó cũng đã nói lên tất cả. Rất là hợp để mà đi hẹn hò trong một buổi trời mát mẻ một chút đó, thì đây cũng là một trong những sự lựa chọn rất là tốt. Và chai nước hoa thứ hai đó là Replica Jar Club. Thực tế mà nói, mặc dù đây là chai nước hoa có nốt thuốc lá nhưng khi mà xịt thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái mùi hương rất là nồng nàn, rất là ngọt ngào, rất là sexy và quyến rũ. Do đó đối với cá nhân của mình, nếu như anh em nào mà hẹn hò với những bạn gái mà có một cái tính cách lãng mạn romantic thì hai chai nước hoa Versace Dreamer và Replica Jar Club cũng là một trong những cái sự lựa chọn cũng rất đáng là nên thử. Nếu như bạn gái của bạn là một người cá tính, có nghĩa là một cái cá tính khá là gai góc, thì đổi lại chúng ta cũng cần được một cái mùi hương nam tính và vẫn không thiếu đi những cái sự sexy, sự thu hút. Thì hai chai nước hoa ở đây mình có thể gợi ý đến cho anh em đó là Victor Rose Spice Bomb, thuốc lá và gia vị strong power, đầy sự trẻ trung, đầy sự cá tính và nam tính. Và chai nước hoa thứ hai chắc chắn rồi, Dior Sauvage, có một cái gì đó sexy, hoang dại và đầy sự thu hút. Hai chai nước hoa này đối với cá nhân quan điểm của mình thấy rất là thích hợp nếu như các anh em đi chơi cùng những cái bạn gái mà có những sự cá tính riêng và cũng đòi hỏi của người bạn trai đó cũng cần phải có những cái mùi hương mà đầy sự nam tính, rắn giỏi và cũng không hề thiếu đi cái sự sexy thu hút. Thì Victor & Robert Spice Bomb và Dior Sauvage là một trong những chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho các anh em. Và cuối cùng, nếu như các anh em nào mà đang hẹn hò với những bạn gái sexy, nồng nàn thì đổ lại chúng ta cũng cần phải có những cái mùi hương mà nó giống như kiểu bắc nhịp theo cầu, đúng không? Thì ở đây là Lanie Delon và Jean Paul Gaultier Le Male. Mặc dù hai chai nước hoa này hiện giờ nó đang bị reform, thế nhưng đối với cá nhân của mình thì nó vẫn, cái tông mùi của nó vẫn là như thế.
chúng ta khi mà xịt chúng ta vẫn sẽ có cái sự thu sexy quyến rũ một chút gì đó hơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Do đó nếu như anh em nào muốn đi chơi, đang hẹn hò với các chị em mà cũng có một cái phong cách bùng nổ, bùng cháy, thì Landry Delon và Jean-Paul Gaultier Lamar là mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến cho anh em top những chai nước hoa mà anh em có thể sử dụng đi hẹn hò. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu anh em cảm thấy có video của giá trị, đừng quên subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.